Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với đồ chơi di động .com. Trong clip ngày hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn chiếc bao da dạng xoay 360 độ dành cho chiếc máy tính bảng iPad mini dùng chung cho các đời mini 1, 2, 3. Đây là dạng bao da da sần và có kiểu dáng khá là dày bởi vì nó được làm từ những cái chất liệu khá là dày với những cái lớp xốp được gắn rất là nhiều trong đây để giúp cho máy chúng ta nó được êm hơn, an toàn hơn khi chúng ta gắn vào trong chiếc bao này. Đây là mặt trước của chiếc bao, hiện giờ mình đang minh họa cho các bạn là chiếc màu nâu cà phê rất là đẹp. Đây là phần gáy của nó. Và xung quanh các mép này thì các bạn thấy là nó được may cái đường chỉ, những cái đường chỉ chạy viền này rất là chắc chắn. Còn đây chính là cái trục xoay của nó ngay chính giữa. Đây chính là cái thành phần giúp cho nó có thể xoay vòng vòng như thế này, nên người ta gọi nó là loại bao da xoay 360 độ. Phía trong nó là một chiếc ốp cứng và được dán một cái lớp giả da phía sau này. Và tất cả các cạnh mép của nó là được dán hoàn toàn bằng tay với phần nhựa cao su ở đây, rất là êm và không có bén, giúp cho chúng ta khi đặt máy vào nó sẽ an toàn hơn cho máy của chúng ta. Đây là các rãnh mà khi giúp cho chúng ta khi đặt chiếc máy xuống mặt bàn thì chúng ta có thể tạo nên những góc nghiêng như thế này. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ tạo ra những cái góc nghiêng phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Còn đây chính là cái sợi dây ràng. Sợi dây ràng này nó có tác dụng là khi giúp cho cái nắp ở phía trên không có bị bung ra khi chúng ta chẳng may lỡ tay làm rớt nguyên cái máy xuống dưới đất, thì nó sẽ an toàn hơn cho mặt kính của máy, đồng thời nó sẽ bảo vệ cho cái phần camera ngay chỗ vị trí này. Bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn trên tay bằng một chiếc iPad mini thật. Đây là chiếc iPad mini đời đầu sau khi gắn vào trong chiếc bao da màu đen này. Các bạn thấy là phần camera của nó ở vị trí này. Là khi chúng ta ràng cái sợi dây này vào thì nó che luôn cái phần camera, đảm bảo cho những cái vật nhọn và những vật nguy hiểm nó không có len lỏi vào đây hoặc đâm thẳng vào đây được. Rất là an toàn. Và đây chính là cái phần trên ốp chừa ra cho cái phần tăng giảm âm lượng của chúng ta, cũng như là nút khóa chuông, khóa rung của chúng ta. Ở phía dưới này thì các bạn dễ dàng nhìn thấy cái phần chừa ra cho cái bộ loa kép của chúng ta, cũng như là cái cổng lightning, cổng sạc của chúng ta. Đây là phần mặt trước, tổng thể khá là sang trọng. Thì nó có hơi dày một chút nhưng rất là an toàn và tiện lợi. Và như vậy thì khi chúng ta cần làm việc thì chúng ta chỉ cần mở sợi dây ra và chúng ta đặt cái máy xuống như thế này. Như thế là chúng ta sẽ có một cái máy giống như máy laptop làm việc rất là tiện lợi. Nó kết hợp thêm với bàn phím Bluetooth nữa thì rất là tuyệt. Khi chúng ta muốn xem những cái nội dung đứng thì chúng ta có thể xoay nó lên như thế này. Rất là tiện. Đó là lý do tại sao người ta gọi nó là xoay 360 độ. Rồi khi làm việc xong thì chúng ta sẽ ràng nó lại một cách nhanh chóng như thế này thôi. Chẳng may nhỡ tay rớt xuống thì cái nắp sẽ không bị bung ra. Rất là chắc chắn. Hiện nay thì tại đồ chơi di động.com các bạn có thể tìm thấy hai màu là màu nâu cà phê và màu đen như thế này. Để đặt hàng cho sản phẩm này các bạn thể truy cập trực tiếp vào website của shop và theo cái hướng dẫn trên đó rất là dễ dàng để đặt hàng. Shop sẽ giao hàng tận nhà và thu tiền cho các bạn, rất là tiện lợi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.